Hello, xin chào cả nhà, xin chào các bạn thân thương của Lê Hương. Hôm nay Lý Hương làm một tình báo đột nhập vào một cái nhóm các bạn trẻ ở Sài Gòn và rất muốn ghi lại những cái thước phim chân thật nhất về cách ăn chơi của các bạn trẻ ở Sài Gòn hiện tại bây giờ là năm 2017. Và xin mời cả nhà cùng theo dõi ha. Và tiện tay thì Lý Hương có lưu lại một số những cái thước phim về một cái con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, và hiện tại bây giờ xem lại thì mình cũng không nhớ là hẻm nào, tại vì á khi mà đi trong cái dịp này thì có rất là nhiều dịp cuối tuần đó quý vị và các bạn, nên có rất là nhiều quán cà phê, những quán karaoke rất là đông, và đi hết quán này hết vòng, lại đi tiếp quán kia hết vòng, cho đến cái quán mà lia được một số này thì Lý Hương cũng không biết nó là thuộc con hẻm nào nữa. Nên là thôi, thế giới này vốn dĩ nó không có gì hoàn hảo, nên chúng ta cứ biết là đang đi trên một con hẻm ở Sài Gòn ha. Và đoán một chút xíu thôi thì chúng ta sẽ tới một cái quán karaoke mà không vòng. Đến rồi, đây, đây, đây. Quán này có một cái thiết kế về mà phía mặt tiền ở ngoài khá là bắt mắt nha quý vị. Đó là quán Karaoke at You. F chắc là viết tắt của chị for you. At You tức là for you. Thiết kế ở ngoài nhìn là biết karaoke rồi. Ngoài trường mẫu giáo ra thì karaoke là một trong những cái thiết kế mà cần phải có rất là nhiều màu sắc, đặc biệt màu sắc nó phải chớp tắt nữa mới thu hút được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô ha, xem thực tế tình báo mà cũng luôn là tình báo mà thực tế coi các bạn ơi chơi như thế nào. Học đi ra đây tôi làm tắm thôi. Đi vô đây đi không? Nhanh đi lên ngồi đi. Ai vậy? Nhanh đi đi lên phòng. Kéo qua, chị kéo bên kia, chị kéo. Em đang quay. Bao nhiêu? Đi với mày. Đi lên phòng. Để đó đây cho mày chết. Đó anh Xuân Duy vô kìa. Anh Xuân Duy ngồi lên, anh Xuân Duy. Đó. Đó. Quá đẹp. 1, 2, 3, 4. Tại giờ qua, tối hôm qua mới chốt mà. Rồi đi thôi, rồi đi mấy nha. Ê, vô. Mọi người chụp tắm đi. Ê, mọi người chụp tắm đi á. Hương này đủ đi. Chinh vô, chinh chinh. Mọi người luôn này đủ đi. Thôi lên. Kiếm chỗ nào đẹp đẹp. Đẹp đẹp chưa? Ôi, đây người ta đẹp hơn nè. Nghĩ rồi. Thôi để anh đào bên kia kìa. Thôi để em xíu ra nè. Trời ơi, chị bỏ cái cây này xuống gì chụp hình coi. Đang quay mà, đang lay lên. Sao không biết. Im lặng, im lặng. Không, nhà đâu có này xài đâu. Nhà đâu có này xài đâu biết. Sao nghi ngờ quá vậy? Anh Kiên cười đã ghê. Tưởng là mở này ra là mình đi đúng rồi, làm vậy á. Hai, chị Liên. Đi đi, vợ có dặn gần về mà không có liếm. Đây là dân YouTube rồi nên là gặp cảnh đẹp cái là trời ơi, ai cũng móc máy ra quay ghê không. Cái gì vậy? Chợ giống ghê à, hai mặt giống ghê. Lâu mấy đi em ơi. Lên đi mắt. Chụp chưa? Em. Lên đi mấy người em. Đi đi anh. Đúng không? Rồi, lưới là bà. Cùng lắm. Chạy vô đi. Vô đi, bắt. Vô. Nhanh đi, nhanh đi. Không, không. Vô. Có màu không? Ờ, tưởng cái đó rớt xuống cái đầu bà. Đúng rồi. Rồi, anh cảm ơn em. Trời ơi, đau quá. Trời ơi. Nó đứng máy rồi. Ok. 202 hai em. Three people.
lộ với cả nhà, đây là một cái bữa tiệc sinh nhật của nhóm mang tên là Quẩy. Các anh em hiện tại đang sống ở Sài Gòn và đang làm một cái công việc song song với công việc mà mưu sinh của họ hàng ngày, đó là làm vlog chia sẻ về cuộc sống ở Sài Gòn. Và nhóm rất vui khi làm được điều đó. Và Lý Hương rất vinh dự được là một thành viên trong nhóm. Hương không phải là một người con của Sài Gòn, Hương là người con của Bình Dương. Nhưng mà Hương xuống Sài Gòn để công tác, để làm việc. Và Hương cảm thấy Sài Gòn đúng thật là ngọn ngọc Viễn Đông. Có rất nhiều những điều thật sự rất là hấp dẫn đối với giới trẻ. Và Hương tin rằng đối với những bạn trẻ nào năng động, muốn tìm hiểu khám phá Sài Gòn, muốn học hỏi để trau dồi phát triển bản thân, thì Sài Gòn không là một cái Sài Gòn là một mảnh đất mà chúng ta không thể nào thiếu khi mà chúng ta muốn trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà ăn uống vui chơi, được ăn bánh nè, bánh ngọt, được ăn những cái trái cây rất là tươi đấy, và hoàn toàn hầu như là không có sử dụng những chất bia cồn. Và mọi người được thỏa sức hát giống như những đứa trẻ vậy đó quý vị ạ, rất là vui. Sài Gòn là thế đấy, được ăn, được chơi, thỏa sức như những đứa trẻ. Và Lê Hương thì nghĩ nếu như mà tìm được những nhóm bạn có cùng một mục đích giống như nhóm của Lê Hương hiện tại bây giờ, đã là làm về vlog chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn, được sẽ vui chơi họp nhóm sau những giờ phút làm việc mệt mỏi, thì nó sẽ tái lên cái năng lượng cho chúng mình rất là nhiều. Và khi mà chơi như thế này thì Lý Hương cảm thấy là năng lượng của mình tăng lên rất là nhiều và có nhiều động lực hơn để ra đường nè, khoe những cái chiếc điện thoại của mình trước bàn với ông Tiến Hạ để quay những thước phim chân thực nhất về Sài Gòn, cuộc sống ở đây, những người dân nơi đây như thế nào, chia sẻ với quý vị và các bạn. Đấy. Và tiếp theo thì Lý Hương muốn giới thiệu thêm một nhân vật sẽ nhảy điệu Michael Jackson. Vừa rồi đó là anh Danh Kim Chánh, rất là mến mộ ông trùm nhạc pop Michael Jackson. Và anh cũng là một thành viên trong nhóm vlog làm về cuộc sống Sài Gòn. Và rất vui khi mà ngày hôm nay giới thiệu cho các đồng minh thân thương của Lý Hương về nhóm vlog về làm về cuộc sống Sài Gòn. Và hy vọng là với sự nỗ lực của tất cả các anh em dành hết những cái thời gian rảnh rỗi của mình để ghi lại những thước phim về Sài Gòn, về cuộc sống chân thực nhất Sài Gòn ngày nay gửi đến cả nhà. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà và hy vọng là những video tiếp theo này cả nhà sẽ nhấn like nhiều hơn, share nhiều hơn và subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của Lý Hương nha. Cũng như là của các anh em ở trong nhóm vlogger ở Sài Gòn nữa. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.